Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu đôn tròn đính đá đường kính 40K45 bên mình cho các bạn xem nhé. Mẫu của mình đang ngồi cho các bạn là hơn 70 cân nhé các bạn. Thì mẫu này dùng để ngồi trang điểm này, hoặc là ngồi cho khách ngồi chờ, rất chi là đẹp và tiện nhé. Đây này, cách điệu của nó là đính đá này, ngắm bên trong nó mút ngồi êm nhé, xung quanh cũng vậy nhé các bạn. Này, mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy nhé. Nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm nhé các bạn. Hàng này được bên mình nó có đóng gói ship hàng toàn quốc nhé. Bọc hàng rất chi là cẩn thận nhé các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm nhé. Hàng có vấn đề gì bên mình sẽ hỗ trợ bảo hành nhé. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì cứ inbox cho shop nhé. Mình cảm ơn.